Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tình hình tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lũ lụt khủng khiếp trên 100 con sông, hàng triệu người điêu đứng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuần trở lại đây, trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm qua đã đổ xuống miền Nam của Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lớn ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người điêu đứng. Lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Khu vực này dự kiến tiếp tục có mưa. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất. Theo app, hôm thứ Bảy, hơn 500.000 người dân tại tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi cảnh mưa lũ, chủ yếu ở các thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan. Và tại tỉnh Giang Tây lân cận, khoảng nửa triệu người cũng đã chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Mưa nặng hạt đã làm lún sụt đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng. Những ngày sắp tới trời vẫn sẽ đổ mưa. Hôm Chủ nhật, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay tại tỉnh Chiết Giang. Các đội giải cứu phải trèo xuồng để cứu hộ người dân mắc kẹt trong các căn nhà bị nước bùa vây. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn ở miền Trung và Nam, do hai khu vực này đón lượng mưa cao nhất. Tại một số khu vực, đợt lũ này là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua và diễn ra trên nền các quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Trận lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây nhất là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ có Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến những sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới con người, mùa màng và nguồn nước ngầm. Lũ trên 100 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng trước đến nay đã khiến cho nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động. Trong đó có sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang được dự báo là sẽ xảy ra lũ cực lớn trong vào hôm thứ Tư. Buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, tức là ở mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến cho lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông, liên lạc, điện bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa đã phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền tỉnh Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại của Châu Giang và Bắc Giang đang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày thứ Tư tới. Trong khi đó, trận lũ số 4 đang hình thành ở Tây Giang từ 3 ngày qua, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức là mức cao nhất từ 22 giờ ngày thứ Ba. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Ba, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động, với mức nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01m đến 8,57m. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 250 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 31 triệu USD từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 580 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 86 triệu đô la cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt với thách thức, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, gần nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bị sạt lở đất tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Những ngày qua, các khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm qua. Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết, ngập lụt do mưa xối xả đã khiến 187.600 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, 1.789 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều hecta cây trồng bị phá hủy. Đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 250 triệu USD. Đây chỉ là một trong 7 tỉnh phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục ở miền Nam nước này. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy,
Mưa lũ ở Quý Châu đã biến nhiều con đường trở thành sông, lũ quét cuốn trôi nhà cửa, xe cộ. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khoảng thời gian 45 ngày qua, lượng mưa trung bình đo được là 621mm, con số này bằng 90 mức trung bình toàn Trung Quốc vào năm 2022. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh, các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Chính sự tác động của hai luồng không khí này có thể tạo ra những điều kiện thời tiết cực đoan trong khu vực. Quang Guizhu, chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa mưa hàng năm ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng trước và thường nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông Dương Tử và hạ lưu của nó. Thời tiết cực đoan đang ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Hồi tháng 4, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những trận mưa xối xả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam và phía Tây Nam của đất nước. Mưa lớn cũng được dự báo sẽ tăng cả về tần suất lẫn cường độ, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. Nước sông dâng nhanh cũng đã khiến cho các thành phố ven sông chìm trong biển nước. Trung Quốc cũng đã ghi nhận lượng mưa trung bình hàng năm là 672,1mm vào năm ngoái, cao hơn 6,7 so với bình thường. Báo cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo, điều kiện thời tiết nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là về cường độ mưa bão trong những tháng mùa hè. Những thiệt hại mà thời tiết cực đoan gây ra đang khiến Trung Quốc không thể thờ ơ. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết 1,1 triệu dân ở Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. 223.000 hecta đất nông nghiệp ở tỉnh được mô tả là thủ phủ của gỗ và chè nứa cũng đã bị phá hủy. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch lũ lụt năm ngoái, cùng vào khoảng thời gian này và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải là điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư, chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính vì bởi thế mà trị thủy đã trở thành khát khao kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào kênh thoát nước, những thập niên qua Trung Quốc cũng đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày càng một, nhiều lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải là bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Ngay cả khi đó là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống. Thưa quý vị khán giả, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển phần lớn Đài Loan hôm Chủ nhật. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng chục trận đã làm rung chuyển bờ biển phía đông nam của hòn đảo kể từ tối thứ Bảy. Không có báo cáo ngay lập tức về thương tích nghiêm trọng, hầu hết thiệt hại dường như nằm ở phía bắc của tâm chấn, địa điểm mà Cục Thời tiết Đài Loan cho rằng nằm ở thị trấn Trì Thượng. Một tòa nhà 3 tầng đã bị sập ở thị trấn Ngọc Lý gần đó và khiến 4 người bị mắc kẹt. Hãng thông tấn CNA của hòn đảo cho biết, người chủ 70 tuổi của tòa nhà và vợ đã được giải cứu đầu tiên. Tuy nhiên, việc giải cứu một người phụ nữ 39 tuổi và đứa con gái 5 tuổi của cô ra ngoài lại mất nhiều thời gian hơn. Trong ảnh, một nạn nhân bị mắc kẹt được khiêng trên một cái cáng khi được các nhân viên cứu hỏa tìm thấy và giải cứu khỏi tòa nhà bị sập ở thị trấn Ngọc Lý. Hơn 7.000 hộ gia đình ở thị trấn Ngọc Lý được báo cáo là không có điện và các đường ống dẫn nước cũng bị hư hỏng. Kệ và nhạc cụ bị đổ tại nhà thờ Mount Kamopersepiterian và một vết nứt dài xuất hiện sàn nhà. Bên ngoài, mặt đường bị vỡ thành những mảng bê tông. Theo các phương tiện truyền thông, cảnh sát và lính cứu hỏa nhanh chóng ập đến hiện trường vụ sập cầu trên con đường hai làn xe ở khu vực nông thôn của thị trấn Ngọc Lý. Cũng tại Ngọc Lý, một vụ lở đất đã khiến gần 400 du khách mắc kẹt trên ngọn núi nổi tiếng với loài hoa loa kèn phủ khắp các sườn núi vào thời điểm này trong năm. Hãng thông tấn CNA cho biết, họ không có điện, trong khi tín hiệu điện thoại di động yếu. Các mảnh vỡ từ một mái vòm rơi xuống sân ga ở ga Zhongli tại thị trấn Fuli, nằm giữa Ngọc Lý và tâm trấn tại Trì Thượng, đã va vào một đoàn tàu đang chạy qua, làm chật bánh 6 toa. Hãng thông tấn CNA viện dẫn cơ quan quản lý đường sắt cho biết, không ai trong số 20 hành khách bị thương. Sự rung lắc cũng được cảm nhận ở thành phố Đài Bắc. Tại thành phố Đào Viên,
phía tây Đài Bắc và cách tâm trấn 210 km về phía bắc, một người đàn ông bị thương do sập trần nhà trên tầng 5 của một trung tâm thể thao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về sóng thần cho một số hòn đảo phía nam gần Đài Loan. Các cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó. Gần Đài Loan, các cảnh báo đã được... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm cực kỳ nổi tiếng đã bị chìm trong biển lũ, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng bức ruột nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới bởi vì chính quyền của ông Tập trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn, nằm trên một nhánh của sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 cây số, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua chính quyền của ông Tập Cận Bình phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng Cổ Trấn nói trên đang chìm trong biển nước khi chính phủ của Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo trước là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích. Sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc thì ngày hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bởi vì Trung tâm Dự báo Phòng chống thiên tai của Trung Quốc thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới Trung Quốc tiếp tục gánh những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Có những trận mưa to đến rất to, lượng mưa khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống sẽ đổ về các con sông, gây ra lũ bùn, lũ quét và sạt lở đất đá và cảnh báo vỡ đê sẽ xảy ra trên nhiều nơi. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống, chó nghiệp vụ đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông trong một vài ngày tới, biến các khu vực này thành rốn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa to không chấm dứt. Và tính tới thời điểm hiện tại, đã có 100 người đã tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ từ trên núi tràn về, khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên rất cao và đột ngột. Lên tới 10 mét, có nơi lên tới 15 mét so với mực nước biển, mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm tại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được những hình ảnh từ trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng, nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi và nhà cửa của Trung Quốc. 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người người bị cô lập và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu đảng
Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm. Còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ lại quay sang cắn lại thì sao? Đây là một điều mà không có một ai trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc, đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng có niên đại 2.000 năm trước công nguyên. Tờ báo South China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang là địa điểm mới nhất bị ngập khi lũ lụt tàn phá miền Nam của Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng cổ trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho thấy, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn đang chảy qua những con phố trong thị trấn, có những khu vực nước ngập lên tận nóc nhà, khiến ít nhất hàng trăm người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và người đi bộ vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng cổ trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 và 476 trước công nguyên, là điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNESCO công nhận. Phượng Hoàng cổ trấn là di sản văn hóa của thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc CMA cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng cổ trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử hứng chịu liên tục mưa như trút trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãm Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700 m khối trên một giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố của phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40 km đã bị ngập sâu, khiến nhiều người đổ lỗi do con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Được biết, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Phượng Hoàng cổ trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã có mưa lớn liên tục làm nước sông Đà Giang tràn bờ vỡ đê. Cây cầu đá nhảy nổi tiếng ở Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên sông Đà Giang bị nhấn chìm, trong khi các điểm du thuyền đều phải ngừng hoạt động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác và cho rằng Phượng Hoàng cổ trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền của ông Tập Cận Bình và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và các ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn. Kính thưa quý vị, có một cái tin rất nóng mà chúng tôi mới nhận được từ chiến sự Nga-Ukraine, đó là Kiev và Moscow có thể sắp đặt được thỏa thuận. Một thành viên của đoàn đàm phán Nga Leonid Slutsky cho biết ông tin rằng tiến bộ đáng kể mà ông quan sát được trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm vừa qua, ông Strutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia Nga cho biết, nếu so sánh lập trường của cả hai phái đoàn tại cuộc hội đàm, từ đầu đến ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể. Tôi rất vui khi nói rằng, theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này thì trong vài ngày tới hai phái đoàn có thể xây dựng quan điểm chung và ký kết các văn bản. Ông Slutsky nhấn mạnh việc ký những tài liệu như vậy sẽ là một vấn đề tối quan trọng vì nó sẽ tạo cơ sở để hai bên giảm leo thang.
Nga đã liên tục cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng dân thường làm vỏ bọc và ngăn cản việc di tản của họ thông qua các hành lang nhân đạo. Ông Zelensky chỉ trích hành động này, nhưng cho biết cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết trong tương lai rất gần. Kiev luôn phủ nhận việc cản trở sơ tán và đổ lỗi rằng các cuộc pháo kích của Nga đã ngăn cản người dân qua lại an toàn. Không chỉ Nga mà cả phía Ukraine cũng ghi nhận một số tiến bộ trong cuộc đàm phán. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant Nga rằng hai bên đang tiến tới một thỏa hiệp. Ông nhấn mạnh rằng phía Nga đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ bao quát hơn, nhưng lưu ý rằng sẽ mất thêm thời gian để Moscow hiểu 100% về tình hình hiện tại. Cố vấn Podolyak cho biết các thỏa thuận giữa Kiev và Moscow nên được xây dựng một cách hoàn chỉnh, có nên bao gồm các điều khoản về việc chấm dứt xung đột, các điều khoản và lịch trình rút quân của Nga, các điều khoản đảm bảo của Hiệp định Hòa bình và mô tả chi tiết về các cơ chế bồi thường vì các nỗ lực tái thiết có thể sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Trước đó, ông Podolyak cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow vẫn đang được tiến hành liên tục dưới hình thức trực tuyến. Về phía Nga, phái đoàn vẫn do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Dự kiến, cuộc họp tiếp theo của hai phái đoàn sẽ diễn ra. Vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel, Belarus và kéo dài khoảng 5 giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại Brest, Belarus. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba vào cuộc gặp bên lề diễn đàn ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình đàm phán hòa bình đang có một số chuyển biến tích cực. Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tất cả những ai muốn hòa bình ở Ukraine, nhưng với điều kiện phải đáp ứng các đề nghị của Moscow. Những đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk trong biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Lugansk. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn. Tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị và các bạn, theo tờ báo South China Morning Post hôm nay cho biết thêm, thần sấm và thần sét đang trút giận, đang đánh sập mạng lưới điện của tại một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông cũng đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi giận trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết mưa lũ, động đất sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cao cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất, lũ ống lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm.
Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập, toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút. Sau đó, cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người. Vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta. Và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm nay mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở tất cả các tỉnh thành phố của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao. Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, phía Trung Quốc đang lây ra nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước ở trên khu vực biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nết, nhiều khả năng những tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền vật chất cho Trung Quốc, bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây giáng xuống cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam, tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những đồng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt, mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi một tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về phía hồ Đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông thứ tư. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của Đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2022. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. 3 cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng nay nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này mở là 7 và nó đang hoạt động hết công suất 24/24 giờ.
nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ ba con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng, bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị ngập chìm trong mực nước sâu tới 3-4 mét. Hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ ba con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc cũng như nhiều ngôi nhà, thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề. Có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi và rất nhiều vật dụng khác đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ra ngoài sông Dương Tử. Nhiều người dân đã chớp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn thuộc dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng và đó là một trong những lưu lượng nước đáng báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc, sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực tế nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đang tăng lên. Đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét di chuyển với tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết hôm qua sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 60.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao, nay lại còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nổi tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện, sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại, để bây giờ bị quả báo ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập, chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã phát tán ra con virus Vũ Hán, đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này, nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới, nên bây giờ họ đang bị trừng phạt.
Thưa quý vị, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua, vào lúc 19h30 phút trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến bây giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 2 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người và bây giờ thì nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt, thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn đang không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua, truyền thông của đất này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai chiến tuyến để tăng cường lực lượng quân sự thị uy Dương Oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa mưa lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ Dương Oai, ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to, gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng, người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập, vẫn chưa thấy sợ trừng phạt của thiên nhiên. Hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích của Trung Quốc cho biết chắc bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là đập vỡ con đập tam hiệp của phía Trung Quốc. Bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa và khi đó cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hôm qua nước lũ đã còn xuyên qua tầng 3 của nhà dân ở các thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê khác hoặc trốn sang nước ngoài để tránh, còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa thể mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết Ủy ban Thủy lợi Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang, con đập Tam Hiệp, đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao lên tới 530.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất, nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra, nghĩa là bây giờ 3 cửa xả của đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra ở hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua đưa tin, mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ.
tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động đỏ số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này. Mực nước vượt mức báo động đỏ nhiều hơn hàng năm lên tới 400%, một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ. Trong đó, các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp, 1.000 năm nay mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục, và đây chính là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2022. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua, khi khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xạ đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60 cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100 cm. Thảo Nguyên nằm ở khu vực độ cao từ 2.400 m so với mực nước biển. Dù thảo nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè và những năm trước, tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố phía Nam của phía Trung Quốc. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ, nhưng hình như người dân đã quá chống chọi với kiệt sức rồi, nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triền đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn, và nhanh chóng vùi lấp săn phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống này hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên và sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề rồi, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình rồi. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là tròn gần 40 ngày, nửa đêm không ngủ, Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất.
thống kê 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mờ gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ của Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên và cho tới thời điểm hiện tại, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua. Đó chính là chính phủ của ông Hun Sen của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Họ rất thương cho những người dân của nước này bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi qua nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, một số tỉnh phía Nam như Trùng Khánh, Hồ Điệp, Vân Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất mạnh với cường độ từ 3,5 đến 4,9 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang. Do lượng nước xả từ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, cây trái hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ 28 tỉnh phía Nam của phía Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng Cổ Trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tầng tới 9-10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập, những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa lũ quét, sạt lở, động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối với cả phía Trung Quốc khi mà các nhà phân tích cho rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay tính đổi nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận săn phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình cảnh thập tệ nhất trong vòng gần 100 năm vừa qua.
Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc đang không tin vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình, muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia, và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn có Pakistan, Nga là còn giữ quan hệ với cả Bắc Kinh. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất này đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì chính Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Hiện trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất, đó là chính quyền của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia là thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện 20.000 tấn gạo và mì gói cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng đệ tử của ông Tập Cận Bình là ông Hun Sen tỏ ra rất trưởng thành. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua, đồng thời chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở ngoài Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ lần nữa thì chắc chắn con đập tam hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ, và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang rất hống hách, quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân, hải quân của quân đội Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo phía Trung Quốc thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ. Bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống, nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, của Nhật, của Mỹ cho biết, Trung Quốc trong một đến vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét, lũ ống, bởi vì mưa to liên tục xuất hiện, bão tố mịt mờ liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc, và chắc chắn rằng trong thời gian tới, nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Trung Quốc đang vật lộn khắc phục điểm yếu lớn nhất của tiêm kích tàng hình G-20. Trong số tất cả các máy bay chiến đấu trong kho vũ khí của Trung Quốc, không loại nào quan trọng bằng tiêm kích tàng hình G-20, nhưng G-20 giống như tất cả các máy bay Trung Quốc khác đều gặp khó khăn do thiếu động cơ phản lực hiệu suất cao và bền bỉ. Vấn đề đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong một thời gian dài, và đó là một trong những vấn đề mà Bắc Kinh đang nỗ lực khắc phục. Nhưng việc sản xuất động cơ phản lực cực kỳ phức tạp. Timothy Hale, một nhà nghiên cứu quốc tế và quốc phòng cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand Corporation Mỹ, nói với Insider rằng có một vài công nghệ thực sự đang ở đỉnh cao của các ngành sản xuất, chế tạo và động cơ phản lực là một trong số đó. Những công nghệ cao cấp này rất khó để làm chủ nên rất ít quốc gia thành công. Nhiều quốc gia đã thất bại, Hale nói thêm.
Khó khăn chính nằm ở khâu luyện kim và gia công. Ví dụ một động cơ trên máy bay dân dụng Boeing 747 có ít nhất 40.000 bộ phận, nhiệt độ trong động cơ đó có thể lên tới 1.370 độ C và cánh quạt của nó có thể quay hơn 3.000 vòng một phút trong chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Bản thiết kế cho một động cơ như vậy có thể được sao chép, nhưng bí mật để sản xuất và tạo hình các bộ phận kim loại có thể chịu được nhiệt độ đó và quay với tốc độ khủng khiếp như vậy trong hàng nghìn giờ, chưa kể đến các yếu tố bên ngoài như lực cản gió và ăn mòn mà không bị nứt vỡ, không dễ tìm kiếm. Một bất lợi khác đối với Trung Quốc là các chủ thể được giao nhiệm vụ phát triển những cỗ máy phức tạp này lại là các doanh nghiệp nhà nước. Nói về lịch sử, các doanh nghiệp nhà nước phải vật lộn với sự đổi mới và phát triển công nghệ tiên tiến. Việc dựa vào kỹ thuật đảo ngược sao chép cho thấy đây là vấn đề của Trung Quốc, mặc dù chắc chắn có những ngoại lệ. Hale nói, họ giỏi khi chỉ sao chép các thành phần đơn giản hơn và xây dựng những thứ đơn giản hơn. Tất cả những điều này sao chép động cơ máy bay đòi hỏi trình độ chuyên môn và năng lực mà các doanh nghiệp nhà nước thường không giỏi lắm. Bạn phải nhận ra những hạn chế của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc khi nói đến đổi mới. Trung Quốc nhận thức rất rõ vấn đề động cơ máy bay của họ. Liu Xiaosang, phó giám đốc Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Nhà nước Trung Quốc, năm ngoái đã gọi việc phát triển động cơ phản lực trong nước là một nhiệm vụ chính trị nghiêm túc và cấp bách và nói rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Các quốc gia thành danh trong ngành hàng không đã trở nên khắt khe hơn với chúng tôi khi tiếp cận công nghệ, Liu nói và cho biết thêm rằng những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm hạn chế công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho chúng ta biết rằng công nghệ quan trọng không thể mua được ngay cả khi bạn chi rất nhiều tiền. Trong nỗ lực tiếp cận trực tiếp những bí mật về sản xuất máy bay phản lực, công ty hàng không nhà nước Trung Quốc SkyLegion đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, đã cố gắng mua cổ phần kiểm soát một Motorsik của công ty Ukraine, một trong những nhà sản xuất động cơ trực thăng, máy bay phản lực và tên lửa lớn nhất, nhưng chính phủ Ukraine năm nay đã dừng thương vụ này, nhiều khả năng là do áp lực từ Mỹ. Bất chấp thất bại, Trung Quốc đã đạt được một số tiến bộ. Các biến thể hiện đại của động cơ WS-10 đã tiến bộ đến mức một số máy bay phản lực của Trung Quốc đang được trang bị chúng, bao gồm nhiều chiếc J-20. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết, WS-15, một động cơ được thiết kế đặc biệt cho J-20 có thể được hoàn thiện trong vòng 1 hoặc 2 năm và một khi những động cơ đó được lắp đặt, J-20 sẽ ngang hàng với F-22 Raptor thế hệ thứ 5 của Mỹ. Nhưng nhiều thách thức vẫn còn, sự phức tạp của vật liệu và quy trình luyện kim, chi phí thuê, mua và duy trì đội ngũ chuyên môn khoa học và gia công và sự miễn cưỡng của các quốc gia khác trong việc hỗ trợ Trung Quốc vì lo sợ bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một số ít trong số đó. Trung Quốc đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự trong việc sản xuất vi mạch và chất bán dẫn cao cấp. Bất chấp hàng trăm triệu đô la và những nỗ lực lớn của các doanh nghiệp nhà nước, Trung Quốc vẫn chưa thể tạo ra chip máy tính của riêng mình. Lý do là một số công nghệ này cực kỳ khó thực hiện và bạn ném bao nhiêu tiền vào nó cũng không quan trọng nếu bạn không có sự kết hợp phù hợp giữa con người, công nghệ và kỹ năng, ông Hale nói. Đại họa tiếp tục đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua, thần sấm và thần sét trút giận ầm ầm và đùng đùng đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc và đánh lõm một đoạn đập Tam Hiệp khiến nguy cơ vỡ đê sông Dương Tử lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 40 đầy đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập, đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Đặc biệt sẽ nhiều hơn vào nửa cuối tháng 4 năm 2022, làm cho bầu trời Trung Quốc đầy xám xịt và u ám này lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cộng với sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã làm cho 20 triệu người dân của thành phố Hà Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc và An Huy thiệt hại nặng nề. Các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước, có những nơi vùng trũng ngập lên tới 11 mét, khiến 3 tỉnh thành phía Nam nói trên của phía Trung Quốc phải hủy bỏ kỳ thi đại học quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc hệ thống sông Dương Tử đã buộc phải nâng cảnh báo hệ thống lũ ống, lũ quét,
sạt lở lên cấp độ 2, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng đã xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 16 thành phố phía nam của Trung Quốc chìm trong bóng tối. Rất nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đến gói mì tôm cũng không có mà ăn. Cảnh tượng lầm than bao trùm lên một bầu trời u ám, đen tối. Mọi người chỉ biết ngồi cầu nguyện và mong sao mưa bão sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình thường. Chứ hơn một tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã quá khổ rồi. Nhiều ý kiến cho rằng người dân của Trung Quốc rất đáng thương và cần được giúp đỡ, một phần bởi vì họ đã thực sự kiệt sức khi hai năm qua phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề bởi con virus mang tên Corona. Bây giờ lại đến sự nổi giận của thiên nhiên trút xuống làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc hứng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đại lục bây giờ chỉ mong muốn có một điều nhỏ nhoi, đó là cuộc sống trở lại bình thường. Thế giới không có chiến tranh, người người được hạnh phúc. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết, điều nhỏ nhoi đó có vẻ như cũng không được chính phủ và người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đáp ứng. Bởi vì Bắc Kinh đang trải qua những ngày tháng u ám đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập hầu như đang bỏ mặc người dân, không quan tâm đến cứu giúp người dân trong cảnh hoạn nạn. Chính quyền của ông ta đang còn bận rộn cho những việc đi xâm chiếm Biển Đông và đánh nhau với tất cả các nước, hòng chiếm đóng một phần lãnh thổ, lãnh hải của những nước xung quanh mình. Bằng chứng xác thực nhất đó là việc ngày hôm qua, thần sấm thần sét đã rội đùng đùng làm đứt lưới điện quốc gia của Trung Quốc, nhưng chính quyền của họ Tập vẫn đem quân đội đi xâm chiếm Biển Đông ngay bây giờ. Và ngay lúc này, quân đội của Trung Quốc đang chờ tập trận bắn đạn thật ở 3 vùng biển. Một là vùng Biển Đông khi hải quân của Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu chiến máy bay tên lửa bắn đạn thật đánh trận giả xung quanh đảo Phú Lâm, ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều bức xúc với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Hay là quân đội của ông Tập cũng đang cho diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan để dương oai, thị uy sức mạnh nhằm khống chế vùng biển này. Ba là quân đội của Trung Quốc đang điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ xuất kích lên vùng biên giới giáp danh với cả Ấn Độ, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới và chính quyền Tổng thống Ấn Độ ông Modi. Các điều trên cho thấy rằng, người đứng đầu Trung Quốc ông Tập chỉ muốn thực hiện cái âm mưu đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, chứ họ Tập không quan tâm gì đến thiên tai dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều tỉnh của Trung Quốc. Những điều rối ren trên đang khiến cho người dân của Bắc Kinh đang sống trong cảnh lầm than nay lại càng trở nên túng quẫn hơn. Rất nhiều nước đã tỏ ra tiếc thương cho người dân của Trung Hoa đại lục, nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì chính những chính sách sai trái và đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có như thế này. Hiện hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của họ Tập. Thưa quý vị, 3 tháng đầu năm nay, cả nước Trung Quốc đã xảy ra 168 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết, nhiều người bị mất tích. Có tới 130 người bị thương, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần đã làm cho 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan ban ngành chính phủ của Trung Quốc bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được. Nhưng điều đáng nói ở đây, hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và ngưng trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống điện quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền của họ Tập lại không quan tâm tới những người dân. Trên thế giới cũng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp và giúp đỡ Trung Quốc. Chỉ duy nhất có một nước, đó chính là chính quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Bởi vì mới đây, tờ báo China Morning Post cho biết Campuchia đã viện trợ 2.000 tấn gạo và mì tôm gói cho người dân Trung Quốc đại lục. Các nhà quan sát cho biết điều đáng chú ý nhất ở đây là mực nước trên sông Dương Tử liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua, dâng lên tới mức độ báo động đỏ, làm cho 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất ngày đêm 24/24 giờ, nếu không nguy cơ vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, do những chỉ đạo sai lầm và những đường lối sai trái của chính quyền ông Tập Cận Bình trong suốt thời gian qua,
Trên thế giới, không một ai và không một nước nào dám ra tay chiến đấu lại với phía Trung Quốc trừ nước Mỹ. Và đứng trước tình cảnh đó, ông trời dường như đã nhìn thấy rõ tâm can và bộ mặt cũng như là tội ác của Trung Quốc nên đã sai trời, sai đất và sai mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị Trung Quốc để trừ họa cho thế giới. Trời và đất liên tục nổi giận cho chút những trận mưa to khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Gần 40 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc luôn trong cảnh u ám và đen tối, không có một lúc nào sáng sủa cũng như có ánh nắng mặt trời. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã trải qua 40 ngày đêm không ăn, ngon, ngủ yên, hết mưa bão mịt mờ, sóng to gió lớn, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, thì hôm qua họ lại phải nhận thêm một sự trừng phạt từ thần sấm và thần sét. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn chưa ngưng tay trừng trị Trung Quốc, và đó chính là nhân quả báo ứng và nghiệp báo đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho nhân loại trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là cực xấu đối với người Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay. Trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét, sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đang xảy ra ở khắp các vùng miền trên toàn bộ đất nước của Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này còn cho biết sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật, còn sau khi hạn hán nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, Trung Quốc được cho là sẽ hứng chịu năm 2022 không hề tốt một chút nào, và nếu như tình hình diễn biến xấu này tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post, hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa liên tiếp trong một tháng vừa qua không ngừng nghỉ, cộng với động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề. Và tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 4 và dự báo nửa cuối tháng 4, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Trên thế giới chưa thấy một ai ra tay giúp đỡ Trung Quốc, không phải vì thế giới không thương cho người dân của Bắc Kinh mà họ không muốn giúp đỡ chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì giúp đỡ xong, Trung Quốc lại quay ra gây gổ, xâm chiếm, đánh nhau thì lại mệt. Theo thống kê ban đầu, tính tới thời điểm hiện tại, 3 tỉnh, thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua. Nơi đây cũng đang sở hữu con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19 và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi mà đang có khu du lịch nổi tiếng mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy, và điều đáng bàn ở đây là thời tiết ở những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ trồng lũ, kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan tới mưa lũ trong năm vừa qua đã khiến cho nền kinh tế của Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5,9 tỷ đô la. Khắp các vùng miền phía nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ, hơn 120 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong năm nay. Theo trang Fox News, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo cấp độ, và một loạt các tỉnh như thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh cũng liệt vào danh sách đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dự báo, những trận mưa xối xả sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Hình ảnh kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các tuyến đường và các đồng bằng của Trung Quốc đều ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập lên tới 11 mét. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, về phía nam thuộc tỉnh Giang Tây, hơn 8.000 người đã phải sơ tán, 54 ngôi nhà đã bị đổ vì mưa lớn nhiều ngày qua. Tờ báo Nhân dân Nhật Báo còn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, trên cả nước, các thảm họa do lũ lụt gây ra đã phá hỏng 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Tân Hoa Xã cho biết, nhiều khu vực đã phải nâng mức đối phó với lũ lụt vì mưa không ngừng nghỉ, càng khiến nước sông dâng cao và khiến con đập Tam Hiệp càng có khả năng nguy cơ bị vỡ, và nếu nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2,3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và đó là một điều rất đen tối cho phía Trung Quốc. Và tin đó là một trong những tin thật đáng buồn.
cơ quan khí tượng tỉnh An Huy thông báo các trận lũ quét có nguy cơ tàn phá mùa màng ở các thành phố trực thuộc tỉnh này như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng và An Khánh. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương phải kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin và sơ tán người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Ở Hồ Bắc, các cơ quan kiểm soát lũ lụt cũng đã nâng cấp độ phản ứng từ 3 lên 4 mức độ cao nhất. Tỉnh này đã trải qua 6 trận mưa lớn kể từ đầu mùa, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Các clip của thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc, video được người dân ghi lại cho biết mực nước tại một số trạm thủy điện dọc con sông Dương Tử và những nhánh sông gần đó đã chạm mức báo động đỏ. Trong khi đó, mực nước ở 105 hồ lớn nhất của Trung Quốc đang vượt mức báo động 2 mét. Nguy cơ vỡ đê sạt lở là rất cao. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của Trung Quốc dự báo trong một vài ngày tới và trong những tuần tới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần, sấm sét vẫn liên tục xuất hiện dày đặc ở 28 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc. Thậm chí nó còn lây lan sang các khu vực lân cận. Đề nghị người dân và các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và đề phòng.